giờ em coi like trước của chị đồ đẹp tiếc quá. Ồ vậy hả, bữa giờ Bích Tiền Lâm đâu không thấy. Như Bích Tiền Lâm khách khách cũ đúng không? Mang cái đó chia sẻ không biết được, bị hơi bị chậm xíu nha, cả nhà đợi em xíu nha, chấm chấm bài tương tác nói chuyện với nhau đi, cùng nhau hát hò rồi. Vô nha cả nhà, chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, cùng nhau xin like và chọn nhiều được được đồ đẹp đẹp và đừng chốt dạo của em. Em yêu thương, yêu thương, yêu thương. Một áo thì này sexy nè, size ML ngực 92, ngực 91, 92 đổ lại đầu like cho một con nổi nổi nè, rất là đẹp nha. Nó chắc thun giống như là đi biển á, size M nha, M lớn, L nhỏ, ngực 91, 92 đổ lại. Sexy, cái này không có chỗ nhét mút. 25k thôi, 25k. Lên mã 25 dùm cho em nha. Rồi em tiếp nha. Sao khúc này sexy không ta? Rồi một em sexy size SM nhỏ, ngực 82 đổ lại. À, siêu phẩm hả? Hello Nhung Nguyễn, ngực 82 đổ lại nha. Đây. Rồi em này 25k luôn nha quý vị, mã 21. Một em hiệu Jockey, cái này giống như là lược lại, nói chung cũng rất là đẹp nhưng mà giá rẻ em. Một em hiệu Jockey size S, ngực 81 đổ lại. Rất là đẹp nha. Còn mới đẹp luôn, cái màu ghi xám xám. 35k, mã B5. Rồi một em sexy nữa nè, kiểu này mặc nhau ngực được luôn nha quý vị, size SM nhỏ, ngực 83 đổ lại mà sao có mắt cài mút vừa phải nha, cái này có nhũn nhũn nè, rất là đẹp. 25k, mã B6. Rớp chớp có nhưng mà không biết nó nằm ở đâu, cứ xem từ từ giùm mình nha. Size M nhỏ, ngực 85 đổ lại, rất là xinh, màu hồng. 30k, mã A. Tiếp một em Jockey size S, ngực 82 đổ lại, còn mới đẹp luôn. 30k, lên mã CU5. Mã này hên nè. Một em size SM nhỏ của Champion, ngực 84 đổ lại, ngực 84 đổ lại nha. 30k, mã 26. Em này giống như cái cổ yếm yếm, nó khoét cao nè, ngoài sau thì nó làm có cái lỗ nè. Cái này không có chỗ nhét mút, giống như mặt rất thớp vậy đó. Rất dễ thương nha, size S ngực 80 đổ lại. Dễ thương lắm luôn nha, 35k. Này đẹp lắm nha quý vị. Mã M7. Em xem thử chị cái nào em, B6, B8 gì hả? Đây cái này nè em, cái này nè, nó
7, Nguyễn Thị Hạnh. Này chị vừa không chị? Xe S nha, 35k. Này của ai bữa hổm là xả ra bữa bán 45. Mời 7 của chị Hạnh. À, em lấy cái này hả em? Ok, 25k nè. Của Trinh Mít kia Nguyễn Thị Hạnh. Này cũng size M nhỏ. À, em lấy cái gì lát em cho cái tên nha tình yêu. Size M nhỏ ngực 83 đổ lại. 25k luôn. Mã A21. Cái trắng nha. À, bạn Trinh Mít chốt trước rồi tình yêu ơi. Rồi một con tem, ủa quên lộn, con nai thì đẹp nhưng mà nó bể tem nha. Con nai rất là đẹp, bể tem size M ngực 85 đổ lại. Độ mới cao mà bể tem size 30k nha. 30k mã 34, A21 Trinh Mít. Ngực 83 hả chị? 25 Trinh Mít. Để lát em thử coi. 85 là bằng cái áo em đang mặc, cái ngực em đang mặc. Một em này hiệu chỉ xét size S ngực 83 đổ lại. Ngực 83 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha. Size 35k luôn, cái này rất là mới nè, độ mới còn cao lắm nha. Mã B11. 25. Một em Champion Loan Loan size M ngực 85 đổ lại. Ngực 85 đổ lại nha. Cái này không có chỗ nhét mút luôn nha. 30k mã N1. B11 Trinh Mít 35. Có cái áo cúp nè 15k nè quý vị, có mút sẵn luôn size M ngực 87 đổ lại. Có mút cúp dúng dúng sẵn nha. 15k mã 47. Một em Champion size M lớn ngực 88 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. À cái này nó dơ rồi sao tặng nha quý vị, nó bị dính màu xíu. Tặng lên mã, tặng lên mã D15 47 Trinh Mít. L1 Cherry. Cái thằng này em quen. Trinh Mít 15 nè. L1 Cherry 30. Cherry chưa? Lạ mà. Rồi tặng lên mã D15 giùm cho em nha. Trinh Mít nè. Trinh Mít của Trinh Mít D15 rồi. Rồi một em size M nhỏ ngực 83 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Thôi cái này lỗi rồi. Rồi size M ngực 86 đổ lại, ngoài sau là kiểu chữ T khoét lưng khoét lỗ nè. D15 của Trinh Mít nha các tình yêu. 25k lên mã M7. Mấy tình yêu qua bữa chốt xong không có bóc nè. Cái này giống như áo đi biển nha, SM đều được. SM đều được. 15k. 15k lên mã B6. M7 Trinh Mít. Ok, 25k. Rồi cái này một lớp. Cái cúp này một lớp em tặng nha quý vị. Có quần lửng hả? Có quần lửng nha. À, B6 của Trinh Mít luôn. Cái này tặng nha, nó một lớp thôi. Cúp sexy size ML ngực 92 đổ lại. Tặng nè, lên mã 27. B6 Trinh Mít 15k. Có set có B6 hết rồi nha chị. Có đồ 60 mấy ký nhưng mà không có set, 70 ký nhưng mà không có set nha. Rồi một em nai này nó cũng bể tem thôi nhưng mà cũng còn mới lắm. 30k size M ngực 86 đổ lại. Không chỗ nhét mút nha. 30k lên mã B6, nó là B6. 27 Trinh Mít nữa nè. Tặng nè. Trinh Mít vàng này Trinh Mít 15. Con này là tặng nè. Rồi cái này size L. Size L ngực 95 đổ lại. Quần lửng ghim lên cho em. Tí xíu mình sang vô nha.
size L, ngực 95 đổ lại mút liền, có lỗ 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 nha. Rồi em này 35k luôn. 35k lên mã T101. Mấy cái đẹp đẹp. Mấy cái này bé bé mà nó đẹp lắm nè. Size S thôi, size S một lớp nha. Size S một lớp, cái con này nó còn mới luôn á. 10k thôi, 10k nha, cái này mới luôn nè, size S thôi, ngực 80 đổ lại. Lên mã D15 Nguyễn Trang B6. B6 của Nguyễn Trang nè, ok 30. Rồi con này 10k luôn, cho nhanh size S nè. Cái này thì hai lớp, có chỗ nhét mút, mã N7. Một em nai nữa nè. Em nai này cũng bể tem CM, ngực 86 đổ lại, hơi dơ tí xíu dưới đây, em sale 25k nha. Thấy như võ thị nha, nhưng mà nãy giờ không thấy comment, giờ mới thấy á. D15 đồ si Hồ Hiền. Này nó dơ tí xíu dưới đây nè, em sale 25k nha. 25k CM. Hiện nay luôn mã Y2. Đơn của chị em chưa đi, D15 thật. Ủa, D15 đồ si trước. D15 của đồ si. Đồ si Hồ Hiền inbox cho mình nha bạn. N7 nè, 10k nữa nè, 2 cái. N7 hết nha. Ngọc Lan Nguyễn ơi, Y2 Nhung Nguyễn. Ok, Y2 Nhung Nguyễn 25k. Nhung Nguyễn inbox giùm cho mình nha. Này em sexy này. Bữa chốt ai không biết nè, nó xả ra mất tiêu rồi. Rồi em sexy này size M, ngực 86. Ngực 86 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Nên em sale 25k luôn nha quý vị. Lên mã 52. Đồ si Hiền Hồ inbox giùm mình nha. Đấy. Chưa có chụp hình được. 10k. Ở chỗ chị Mưa. Chưa, đồ chị em chưa có đi. Rồi size ML, ngực 92 đổ lại nè. Rất là đẹp, cúp nè. 30k. 30k lên mã T02 52 của Như Võ Thị nè. Như Võ Thị nè, 25. Thấy Cường Phụng đúng không? Một em sexy, cái này một lớp thôi 10k nha. Một lớp 10k. Size này size M, ngực 86 đổ lại, 10k lên mã N7. Em có ai mà? Của Nhung Như Võ Thị. Như Võ Thị inbox giùm mình nha. T01 25 của Nguyễn Thiến Hạnh. T02 T02 này 30. Còn một em size S nè, họa tiết nè. Như Võ Thị của Champion luôn nha. 30k. 30k lên mã M0. Cái này có ai nữa? Của Nguyễn Thị Hạnh đó, 30. Rồi em này kiểu kiểu size S. Size S ngực 82 đổ lại nè. Ngực 82 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha. Rồi 30k luôn. 30k ngoài sau đó nè. 30k lên mã 99. Ai có đơn nhớ inbox giùm cho mình nha. Rồi em dây này size SM nhỏ, ngực 83 đổ lại nè. Phía sau nè, hiệu của XOXO gì đó. Cái này có chỗ nhét mút nha, 30k luôn. Lên mã M7. Rất tốt hả? Không biết nữa, bạn cứ xem đi, tại mình không có chia ra đó. Màu em size S, ngực 83 đổ lại của Champion. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Rồi nay xem em này 30 luôn nha quý vị. Mã Y2 M7 Ngọc Lan Nguyễn. 30 Ngọc Lan Nguyễn mới. Rồi em này của ai xả nữa nè. Size L nè. Size L ngực 97 đổ lại, lưới lưới rất là đẹp nè. Nó như nó cái cổ khoét như yếm á, lưới lưới nha. 40k. 40k lên mã B6. Em xem lại cái lúc nãy chị chốt 83. Cái đó để em coi sao nha chị. Cái này giống như đi biển nó cột lên nè. 20k. Size L nha.
Đó, tục giá luôn, sai lờ, ngừng 96 đổ lại coi như kéo phía trước như đi biển, kiểu rất là xinh. 20k thôi, mã 42. B6 của Ngọc Lan Nguyễn rồi chưa? À đây nè, 40 nè. Cái đó khác, nãy là M7. Rồi một em này size M ngực 86 đổ lại ngoài sau nó cũng lưới 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 nha. Ngoài sau nè, lưới lưới nè, đẹp luôn, hiệu này nè, 40k luôn nha. Cái này size M lớn ngực 87 đổ lại, 87-88 nha. 40k mã 39. Một em size L ngực này, L nhỏ thôi, L nhỏ ngực 93 đổ lại mút liền. Nè bữa dằn giật 40k luôn. Cuối cùng là không có inbox. Mã X2. X2. Một em nai cho. Em nai này nó bể tem ít thôi, size S. Bể tem ít ít thôi nha. Size S ngực 81 đổ lại 35k. 35k lên mã 55. Rồi cái này size L, XL ngực tầm 98 đổ lại, ngực 93-98 nha. Ngoài sau nè, 35k luôn. Mã E7. Mấy cái này giống như cái cúp cúp size size L ngực 96 đổ lại nè quý vị. 10k thôi, cái này mút liền nha. 10k luôn nè. Lên mã F9. Em muốn mua quần chút inbox. Đợi xíu mình like luôn bạn ơi, tại vì mình không có hình với ấy đó. Rồi cái này size M nhỏ ngực 83 đổ lại nha. Cái này như rất thớp nè, ai hỏi rất thớp nè, có nè. Màu da rất là đẹp luôn. 30k thôi, mã A19, E7. Trường Ngân bánh kem 15, ủa quên nè, 35k. Lát inbox giùm cho mình nha, tại vì không có chụp cái tin nhắn, không chụp cái màn hình được, chụp cái là rớt cái bụp cái điện thoại hoặc là nó tắt máy. Rồi em tiếp nha. Một em này A19 của Nhung Nguyễn. Em là chị là ai? 19 Nhung Nguyễn 30. Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Sao đi qua nơi chốn nhìn này. Size M nhỏ ngực 83 đổ lại, không có chỗ nhét mút, trắng tinh luôn, sale 25k thôi, bữa bán 35 nè. Lên mã T0. Đúng rồi. Này Under Armour luôn nè. Size S. Size S không có chỗ nhét mút nha, bữa bán 45 nè, hôm nay sale 40, ổ 35 thôi. 35, size S không có chỗ nhét mút, sale 35 của Under Armour luôn, mã 89. T0 trinh miết 30k. Ủa nhiêu ta? Nãy mày nói này nhiêu? Phải 30 không? Rồi một em màu màu hồng CS. Màu hồng CS cái này cũng như rất thớp, không có chỗ nhét mút. Ngược 80 đổ lại. 30k lên mã 30. 89 trinh miết 35. Hiệu gì của Champion CS ngực 80 đổ lại nè. Cái này nó giống như là vảy cá gì đó, cũng không có chỗ nhét mút nha các tình yêu. Ngực 81 đổ lại nha. Size S 35k lên mã H30. Cái này cái kiểu nó may phối phối nhiều màu. Cái viền nó là màu khác mà cái dây nó là màu khác, nó phối nhiều màu nha. Size này size ML á. Size ML ngực 93 đổ lại nha. Nó phối phối nhìn nó ấy, sale 15k thôi nha, 15k. Lên mã B6. Đây một em màu xanh rất là đẹp. Size M lớn L nhỏ ngực 91 đổ lại, ngực 91 đổ lại 35k. 35k lên mã 09. Tình yêu đều quần, đợi mình tí xíu mình like sơ sơ này. Size L, XL ngực 98 đổ lại, trắng tinh luôn nha, không có chỗ nhét mút. Ngực 97 đổ lại đi, không chỗ nhét mút nha. Rồi sale 30k thôi, mã 62. Hôm em có hai cái giữ cho em. Cha bữa em kêu chị gửi, chị mới gửi hôm qua luôn, không chính. Chị mới gửi hôm qua, bữa giờ chị để luôn á.
Ngọc Lan Nguyễn 35. Tại đợi em cũng cả tuần rồi, em thấy không có ấy thêm nên chị mới gửi hôm qua được. Rồi cái này của hiệu Onavi size M lớn, L nhỏ, ngực 91 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ, nhét muốn sale 25k thôi, lên mã T2. Họa tiết xanh em xem là cái nào em. Từ từ tới nè. Size S. Size S của Dunkin, ngực 81 đổ lại. Rất là mới. 35k. Lên mã B5. Một em size S này dạng như nó như thổ cẩm vậy đó. Size S ngực 80 đổ lại. Rồi đây 35k luôn, lên mã 55. Size ML ngực 90 đổ lại. Kiểu nó có thêm này nè. Không có chỗ nhét mút nha. Cái họa tiết. Rồi em này 30k lên mã N7 B5 B555. Cái họa tiết này hả bạn? Cái 15k hả, phải không? Cái 15k đúng không? Cái này 15k nha. Cái này nó may nhiều cái vải á. Cái này nó hơi ấy một xíu. B5 đó, 35 của Như Võ Thị. Rồi em tiếp nha. Một em này size M, ngực 87 đổ lại. Ngực 87 đổ lại, màu xanh đẹp lắm nha. 35k lên mã 52. Một em màu tím. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, size M. Size M nhỏ, ngực 83 đổ lại. Size đó size ML ngực 92 đổ lại. Nói chung là từ 87 đổ lên thì mới mặc đẹp nha. Rồi cái này là size M nhỏ, ngực 83 đổ lại nè. 35k lên mã B5. Bên đây không ai tương tác cho người ta. Cánh chấm bài đi các tình yêu. Size M ngực 84 đổ lại, M nhỏ thôi, ngoài sau đen nè. 35k lên mã B6. Đây một em Nai nè. Size M, size S ha. Nai size S. Nai size S, cái này nó mặc được hai mặt luôn nè. Nó mặc mặt này cũng có tem luôn nha. Nói chung là tem thì nó còn nguyên không bể, mà áo thì nó không mới lắm, nên mình sale 35 luôn. B6 của Thảo Phạm. Thảo Phạm nè. Thảo Phạm bữa có cái ren cũ chút chốt luôn. Rồi cái này sale 35 luôn nha quý vị. Size S ngực 82 đổ lại thôi, nó mặc được hai mặt nha. Tem thì còn nguyên, nhưng mà cái đường viền nó hơi tối màu xíu thôi. Mã T101. Cái đó 35. Kiểu này kiểu gì lạ lạ, không có chỗ nhét mút. Rồi kiểu đắp đắp không chỗ nhét mút. Size LXL ngực 95 đổ lại. Ủa quên, 98 đổ lại. Ngực 98 đổ lại nè, 25k thôi. Lên mã 39. Tiếp có màu hồng. Trời ơi, sao cái mút chảy ra sao vậy? Rồi size M nhỏ ngực 84 đổ lại. Ngực 84 đổ lại có chỗ nhét mút nha. 25k luôn. 25k lên mã 07. Cái này mút nó chạy ra sao? Mấy này của em bé là sao? Size L không có chỗ nhét mút. Ngực 93 đổ lại, ngực 93 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha. 25k lên mã F9. Rồi này Champion. Champion này màu hồng rất là đẹp. Size M nhỏ ngực 82 đổ lại, cũng không có chỗ nhét mút nha. Đó, mấy cái like siêu phẩm em bán 60, cái này 35 luôn nha quý vị. Mã 16. Một em Dunkin nè. Size M ngực 86 đổ lại, F9. Trương Ngân bánh kem. Cái này không có chỗ nhét mút luôn nha quý vị. F9 25.
Cái này hai lớp mình có thể mình cắt mình nhét được nha. Hai lớp dày 35k luôn. 35k lên mã 18. 16 Tống Nhi. Cái nhiêu màu có mút không chị? Cái đó có mút nha. Rồi size M nhỏ ngực 84 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Hiệu Champion luôn. Champion luôn 30k mã F1. Tống Nhi nè 16. 16 nè. Ủa 16 hết rồi hả? Phải 18 hay 16 bạn? 18 đúng không? Cái này đúng không? 18 35k đúng ok thì mình nha. Tống Nhi ơi phải cái đó không? 10 F1 phải không? Cái này F1 nha, F1 30 đúng ok nha Tống Nhi. Tống Nhi ơi đúng ok nha bạn. Ôi trời ơi đúng rồi. Còn cái này phải 18 đúng thì ok nha. Lấy cái mà 15k như Võ Thị. Đúng rồi. Cái 35. Cái họa tiết đúng thì ok cho mình nha. 15k nè, size L nha bạn. Như Võ Thị nè. Không, bên đây người ta comment trước mà nhiều khi nó lên cái ấy em. Nó lên cái số hơi khác xíu á. Để hỏi bạn coi phải không? Bạn ơi, phải là bạn comment 18 đúng không? À, ở đâu? Bình Đông, sông Hinh, Phú Yên mà ngay thành phố hay là ở cái đó là ở ấy bạn? Ở huyện hay gì? Size L, cũng không có chỗ nhét mút ngực 95 đổ lại nha. 30k. Mã to. Không thấy bạn trả lời. Vậy là không có lấy cái 18 này mình bỏ qua cho Sen nha. Cái trang màu hồng này cho Sen nè, 35. Cái trang màu hồng này phải không? Cái này 07 mà 16 đâu ra. Cái 07 25k đúng thì ok cho mình nha. Rồi một em này size M nhỏ. Cái này lem màu rồi. Lem màu phía sau rồi tặng nha. Rồi đúng ok 25k. Còn này của Sen 35. Lem màu tặng mã F9 giùm em nha. Ở huyện thì xếp tầm 30k nha bạn. Mã F9 tặng nha các tình yêu. Một em M nhỏ ngược 84 đổ lại. Hiệu của Dunkin luôn nè. Dunkin luôn nha. Rồi lên mã này 30k lên mã 81. Nè, cái đó của Sen, còn này của Tống Nhi là 25 07 thôi. 07 là cái nào trời? Mã 07 là cái nào? F9 Tống Nhi. F9 là tặng là Tống Nhi. Ờ đúng rồi, ship 30 đó. 81 của Ngọc Lan Nguyễn 30. Rồi em tiếp nha, 07 là cái nào á, không biết nữa. Qua nha quý vị. Size M. Size M lớn ngực 87 đổ lại cũng không có chỗ nhét mút luôn nha. 25k thôi. 25k lên mã 51. Vậy là có người lấy rồi đó bạn. Một em Cham màu trắng size M nhỏ ngực 82 đổ lại cũng không có chỗ nhét mút luôn nha. 25k lên mã 16. Một em size L ngực 90 93 92 93 đổ lại nha. Đó, 92 93 đổ lại nè. Em này 40k nha. Size M nhỏ mã A19 Thảo Lê Phương là Lê Phương nhận hàng mà ta. 51 Cường Phụng. Con ngon vô cái iPad nhắn tin nói gửi rồi đi. 51 Cường Phụng 25. Tống Nhi 10. Thường Ngân bánh kem 16. Tống Nhi 16 hết nha tình yêu. 25 không? Ừ cái này 25 luôn. Thường Nhi bánh kem. Rồi còn cái A19. A19 40 Ngọc Lan Nguyễn. Hình như bánh kem
25, Ngọc Lan Nguyễn 40. Ừ, trời ơi, thì tao nói cái chữ bánh kem nữa, tao không có thấy đường đâu. 25, đấy không có thấy đường đâu. Hơi già rồi, lớn tuổi. Rồi sau đó là Ngọc Lan Nguyễn 40, mà nó cứ hỏi chứ tả tôi hoài. Của Tống, Tống cái màu tím nãy là cái số mấy, 51 phải không? Của Cường Phụng. Cường Phụng đúng rồi. Size S ngực 80 đổ lại, cái này cũng không có chỗ nhấc mút nha. Nó rất là mới, sale 25k thôi, 25k ngực 80 đổ lại lên mã 55. Được em nhỏ mặc size S. Đúng rồi, điều em nói chung ngực cỡ chị là mặc có size S thôi đó. Size S M nhỏ ngực 80. Rồi một em F21 xịn sò nè. Đó, hàng xịn ngoài sau lưới nha. Lưới nè, rất là đẹp nha. Size S M nhỏ ngực 84 đổ lại. Mới tin nha quý vị, còn nguyên đầy đủ tem nè. 40k, 40k lên mã F9. Rồi một em hiểu nữa nè, cũng còn nhiều tem. Cái này cũng có chỗ nhét mút nha. Size M ngực 85 đổ lại. Size M ngực có quần nha, đợi xíu. Size M ngực 85, 55 Thái Thanh, F9 Thái Thanh, 39 Thảo Phạm. F9 mà Thảo Phạm. F9 Thái Thanh 40. Cái này của Thái Thanh luôn. 25 à, gì? Thái Thanh cái này. Cái này gì 30 với cái này 40. Đúng rồi. Cái 30 cái F21 40. Thái Thanh. Cái ren lưng đó. Rồi một em hiệu xịn sò luôn nè, cũng có mút ngực nha, M size M lớn ngực 87 đổ lại nha. Ngoài sau cũng lưới nè. Rất là đẹp, 40k. 40k lên mã N7. N7. Rồi em này không có chỗ nhét mút. Không có chỗ nhét mút size M. Size M ngực 85 đổ lại, em này sale 25k thôi. Thị Sen N7 25k lên mã 89. Nè, sale 40k. Không muốn thì nhét vô luôn đi. Rồi M lớn L nhỏ bon chen. Ngực 92, 93, 93 đổ lại nha. 25k luôn. Lên mã A19. Rồi em Champion size M ngực 85 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút, giày hai lớp, ngực 85 đổ lại nè. 35k lên mã 55. Rồi quý vị tình yêu nào mà xem quần thì đợi tí xíu nha. Một em này size L, size L mút liền, ngoài sau có khóa cài. Ngực tầm 92 đổ lại, ngực 92 đổ lại nè. Bữa nay sale em này 35k luôn nha. Trắng tinh, chiều nay em mới được nhận hàng chị yêu. Chị chưa gửi cho em. Mã F9, mã F9 29 bánh kem. 25. 35k mã F9. Một em hiệu Âu Navy size M, ngực 85 đổ lại 25. Ngực 85 đổ lại nha, 35k. Cái này không có chỗ nhét mút nha, nó hai mút hai lớp dày. 35k lên mã 99. Một em hiệu này hiệu cái số 9 giống của Champion size M, ngực 87 đổ lại, size M lớn ngực 87 88 đổ lại nha. Đẹp chưa? 35k lên mã B5. F9 bánh kem. F9 35. Rồi một em xịn sò size M ngực 87 đổ lại, M lớn ngực 87 đổ lại nha. Khói đẹp chưa? 40k thôi, 40k lên mã 42. B5 thị sen. 35k, em vẫn chưa nhận được đơn trước hả?
sao cô Điện nó đi lâu dữ ta? Cô gửi hồi bữa hồi tuần trước á. Của Sen 35. Size L có kéo khóa nè. Ngực 95 đổ lại, ngực 90-95 nha. Con này đẹp luôn lắm nè, 35k luôn. Mã to. Một em đẹp nữa nè, size ML, ngực 91 đổ lại, ML, M lớn L nhỏ ngực 92 đổ lại nha. Đẹp quá luôn. 35k luôn. Mã 24. Size M, ngực 87 đổ lại. Rất là đẹp, 30k. Mã D15. Size M, ngực 9 quên, ngực 88 đổ lại, 87 đổ lại nha. Ngực 87 đổ lại. Em này 20k, mã 07. À, to. Đoàn Chiến. Đoàn Chiến 35k. Lát anh bóc giùm cho mình nha bạn, Đoàn Chiến. Tại vì mình cũng không có gọi á. Gọi nhiều khi mấy bạn không có lấy, còn tốn tiền điện thoại nữa, khổ lắm. 24 bánh kem. 24 lẽ nào. Ok, 35k. Có quần nha, Thái Thanh hát Biệt Ly. Size S, hiệu Champion mới chát nha quý vị. Ngực 82 đổ lại. Ngực 82 đổ lại rất là đẹp nha. Rồi em này 40k nha các tình yêu ơi. Mã 24. Ủa nãy nhắn tin, ai nhắn tin con nói đi rồi chả. Bác nằm đâu đó đó. Size S, ngực 82 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút. Còn mới đẹp luôn, màu này rất là lạ nè. Tím tím. 35k mã M0. 24 kim phượng. 40. Một em sọc hiệu Champion size L, ngực 96 đổ lại. Ngực 90-96 nha. Rồi nhớ em bóc dùm cho mình nha. Ngực 90-96. Cái này không có chỗ nhét mút luôn. 35k. Cái này rất là mới nè. Mã 09. Tiếp tục một em size S, ngực 80 đổ lại. Hiệu Champion luôn á. Ngực 80 đổ lại nha. 35k. Mã 24. Size M lớn, L nhỏ bon chen, ngực 90 đổ lại. Em này cái thùng nó hơi nhăn nhăn xíu, nhưng mà mình mặc mình căng ra là ok nha quý vị. 30k thôi. 30k size ML, ngực 91 đổ lại đi nha. Mã to. Một em tram size S, ngực 82 đổ lại, không có chỗ nhét mút. 30k. Lên mã N7. Một em này một lớp. Một lớp này size ML, ngực 91 đổ lại nha. Sale 10k luôn, trắng tinh dày đẹp mà sale rẻ luôn. Dù mình mặc áo ngực không có dây vô cũng được nha quý vị. 10k thôi, mã A9 tầm size L á, ngực 92, 93 cũng được, 94 cũng được luôn. Áo ống không quý vị? Áo ống đẹp size M 10k. Áo ống size M 10k, ngực 86 đổ lại. 10k lên mã 26. Một em size LXL, ngực 98 đổ lại, mút liền, cúp C, ngực 98 đổ lại nha. 35k. Mà sao nó là dây nè, dây nè. Lên mã 51. 26 Tống Nhi. 15 26 hết rồi. C, một em CK size S nè, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Size S nè, 20k. 20k, ngực 82 đổ lại nha. Mã B6. Một em chuẩn tập size M, có như mơ nhát mút nha quý vị. Ngực 85 đổ lại. Ngoài sau nè, ngực 85 đổ lại, nó màu xám nha. 35k. Lên mã E7. 26 Tống Nhi, B6 Tống Nhi.
20k. Đây mà cái cúp sexy này không có gì mặc như ở ngực nha. Size ML tầm 90 đổ lại. 90 đổ lại nha, 25k. Lên mã B5. Một em size L kéo khóa. Chị bỏ ra giúp em cái áo ống, rồi áo ống bỏ qua cho sen 15k. Đúng rồi. Size L ngực 94 đổ lại nha. Mút dây kéo khóa nè, màu trắng đẹp luôn, 35k. 35k lên mã T101. Một em size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại 25k. Lên 26. Em Charm size M ngực 85 đổ lại, M nhỏ là ngực 84 nha. Không S M nhỏ ngực 84 đổ lại. Không có chỗ nhét mút nha, mã F9 30k. Một em Asics gì nè. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, nó như rất tốt. Hai lớp. Size L của Asics gì đó. Size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại nha, 35k lên mã 18. À, còn lâu nữa không? Tí qua quần. Đợi chút xíu. Tại vì mình xem áo cho nó gọn. Size S ngực 80 đổ lại. 80 81 đổ lại, hiệu Under Armour mới tinh luôn nha quý vị. 35k mã 38. Rồi một em này đẹp quá, đẹp luôn, size SM. Nếu mà cúp này tầm cúp B mặc đẹp nha. Đó, đẹp xinh, rất là xinh. Mặc thành áo lót cũng được nha. Hiệu của CK nè. Cái đó là thun cô tông, nó nhám nhám nha quý vị. Size SM ngực 83 đổ lại, mặc thành áo lót cũng được, hiệu CK luôn nha. Hiệu CK luôn là 35k mã 07. 38 Nguyễn Thanh Thủy. Ok. 35. CK đẹp quá. Rồi em lên tiếp em này size S nè. Ngực 80 đổ lại. Cái này cũng hai lớp dày, không có chỗ nhét mút nha. Sale 25k luôn, mã 24. Cái này mút liền, size M. Mút liền size M ngực 86 đổ lại. 35k. Mã 84. Mút liền luôn. Mút liền size M ngực 85 đổ lại, 24 của Cường Phụng. Ngực 85 đổ lại mút liền luôn, 35k mã B6. 30 của Cường Phụng. Thảo Phạm 84, 35. Một em màu hồng size M. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha, ngực 85 đổ lại. Ngực 85 đổ lại. Cái này ở đây giống như nó loang loang màu, em sale 20k nha quý vị. 20k nha, mã 24. Có ai size XL không? XL có cái giống như cái áo phủ bụng nè. Áo phủ bụng XL nè. 25k luôn. Size XL ngực 95 đổ lại nha. Ở trong đây nó có thêm một cái nịt nữa nè quý vị. Như nó có thêm cái áo rất chớp á. 25k size XL ngực 95 đổ lại đi, mã D15. Một em size S ngực 80 đổ lại, cũng không có chỗ nhét mút nha. 25k. 25k mã 84. 84 hoài ta. 84 là 84. Em này
này có một lớp nhỏ. Rồi cái này size ML, ngực 92 đổ lại, ngực 86 đến 92. Ngực 86 92 size ML. 35K mã 00. Size M, M nhỏ ngực 84 đổ lại nha. Hiệu Champion luôn nè. 35K lên mã 51. Đây mặc sexy không quý vị, 15K. 15K size M nhỏ ngực 82 mã N7. Lên em xem. Cái 24 cái này size L em, size L em vừa không? Size L nha. Này gì 51 hả? 00 của bánh kem. Và của cái áo 24 cái đó nhảy nãy nhỏ nha. Cái này size nhỏ nha, ngực tầm 82 thôi, bánh kem đó 35. Còn 51 là nào? 51 là của sen 35. Rồi áo một lớp size M, một lớp size M ngực 87 đổ lại. 10K. 10K lên mã. Lên mã 99. Tụt view nhanh ha, không có like siêu phẩm tụt view. Một em khóa kéo. Phía sau có mắt cài. Size M nhỏ ngực 85 đổ lại. Ngực 85 đổ lại, nói chung từ 80 đến 85 mặc được, tại vì nó có nhiều mắt cài nè. Kéo khóa 35K. Lên mã 51. Có mấy cái kẹp lên tới lên luôn, gỡ đi con. Có. Đó, chồng đó. Chồng đây có không? À, hả? Under Armour size L nè. Under Armour size L có mút nha. Ngực 90 quên 80 96 đúng rồi. Cái dây màu da. Cái đó không vừa em đâu, cái đó nó tầm size S mà nhỏ thôi. À cái dây bự bự hả? À, cái 25K giống như áo phụ bụng đúng không? À, 51 Thái Thanh. Thái Thanh 35. Cái này size L nha, ngực 90 95 đổ lại. Under Armour luôn, 35K lên mã CU5. Lâu quá rồi mới đưa lại CU5. CU5 cái này đúng không? Cái này tầm size L 95. Áo phụ bụng nè, 25K nè. Lấy thì lên mã D15 nha. Một em size M. Cái rồi rồi. Một em size M nha. Ờ 35. Một em size M lớn ngực 86 đổ lại nè. 35K luôn. Mã B5. Under Armour. Không có chỗ nhét mút size S. Size S cái này không có chỗ nhét mút nha. Under Armour luôn á. Ngay chỗ này nó hơi hơi giống như là cái thun nó hơi gì dày xíu nha quý vị. Đó, nói chung là nó mới đẹp chỉ vì cái thun này thôi, hiểu luôn nha, 30K thôi. 30K lên mã Y2. Yến Phạm nè, 25 nè. Mới. Một em size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại sexy không? Ngoài sao nó dính dơ dơ xíu nha. Đẹp lắm luôn. Mới đẹp nha, em sale 25K dính dơ dơ vậy quý vị giặt nha. Mã 00. Một em size L, ở quên size M lớn. Size M nhỏ ngực 84 đổ lại nè, 25K. Ngực 84 đổ lại 25K. Lên mã 51. Thấy thanh ca biệt ly còn cả đóng tem kìa con. Khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui. Và hàng cây me trúc lá khô trên vai tôi. Rồi một em size S. Hiệu Champion không có chỗ nhét mút. Ngực 82 đổ lại nha. 25K. Mã X2. Fila size L. Size L ngực 95 đổ lại nè.
mút liền ngực 95 đổ lại nè. Hơi cái áo hả? Ngực 95 đổ lại lên 35k, size L của Fila nè. 35k lên mã E7. Con hồng vớt ra. Cái này hả? Cái này nãy có lên con lem lem mà không ai mua, nên con này nó cũng vậy nên là không có lên size M nữa. Có lên con hơi phai phai, cho con này nó cũng phai phai nè. Rồi cái này như áo rất chớp, cái dài dài nè quý vị, size ML nha. ML ngực 93 đổ lại, 92 đổ lại nha. Nó như rất chớp á. Rất chớp nè, size ML ngực 93 đổ lại nè, 25k luôn. Lên mã E7 của bánh kem. T101. 35. Em qua quà sen kẻ và cái quần và cái áo cho quý vị dễ lựa nha. Size S không có chỗ nhét mút, ngực 80. Ngực 80 đổ lại không có chỗ nhét mút nha. Rồi, này sale 80 81 gì đó. Này sale 30k thôi mã N7. Kem. Tại vì không có quần không biết size gì ấy, nó lỡ cỡ. Còn áo thì cứ tới thì tới cho nha. Quần khó lựa. Một em size L nè. Quần phải đo lưng nữa đó. E7 nãy giờ có chưa? Dòm cái iPad nãy dòm dòm xong bỏ đâu ra. Quần này tầm size L nha, size L, L lớn luôn, L lớn eo 76, 78 đến 82, eo 78, 82 có dây rút nè, hiệu của Dunkin, hiệu của Dunkin có dây rút nè, 60k, 60k lên mã 38, quá rẻ quý vị ơi. Có để dưới cái sạp này không? Kiếm tay bác chia sẻ cái điện thoại lại like buồn. Cầm like không ai xem. Quần ống suông hiệu có Asics luôn nè, USA size M. M này eo tầm 75 cho đến 80. Không, 73 cho đến 78 đi, size M, M lớn 73 78 hiệu Asics, tầm size L nha. Nó ghi M nhưng mà tầm size L. Size eo 73 78 nè, quần ống suông luôn nè, 60k. Lên mã N7, con giùm cái iPad của mẹ coi nằm đâu. Đây nè, nên chia sẻ nha, có mấy người con mà like cũng gì. Chừng nào lên được mười mấy người mới lai quần nha, thôi lai áo. Quần lai mất thời gian lắm, không có người xem là không bán được. Khổ vậy đó. Rồi
bên 6 bên 4. 4 6 6 4 là 46 cho số đề luôn. Số đề chịu ra con mấy là con 46. Rồi tiếp size S nè. Size M nhỏ ngược 83 đổ lại nè, 15k. 15k lên mã A19. Rồi một em nai size S luôn. Ngược 80 đổ lại nha, nó bể tem thôi. Chứ nó còn rất mới, 25k. 25k lên mã T0. Tiếp tục một con nai bể tem. Xe M nhỏ, nai bể tem xe M nhỏ ngược 82 đổ lại cái màu tím tím. Cái này bể quá. Thôi cái này tặng đi nha quý vị. Em bể nhiều. Mã 55 lên mã 55 tặng nha các tình yêu ơi. Tặng 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 lên mã 55. Một em size L. Size L ngược 90-95. Size L ngược 90-95 nè. Sexy đẹp lắm nha. Cái dung dung nè. 35k lên mã X2. 55 sen tặng nè. Một em Champion size L. 55 tặng xong rồi em. Champion size L nha. Ngực 94 đổ lại. Ngực 8894 mặt đẹp. Mã T235K. Cái này kiểu rất là xinh. Không có chỗ nhét mút. Size M ngực 86 đổ lại. Không có chỗ nhét mút nha. 25K. Hiệu của ASIC luôn á. 25K lên mã CU. X2 đoàn chiến. X2 nữa nè. Đây 35k. Rồi một em size XL ngực 98 đổ lại. Size XL ngực 98 đổ lại. Không có chỗ nhét mút nha. 30k lên mã N7. Em bé bé xinh xinh size S nè. Size S không chỗ nhét mút. Ngực 81 đổ lại. Ngoài sao nè. CU thị sen. Cu sang lấy cu. 25k hiệu của Mossimo gì nè. Size S ngực 80 đổ lại. Sexy không chỗ nhét mút. 25k mã 24. Cu này bự không ta? Ủa lộn, cu lã nào? Vừa vừa cu vừa với sen. 25k cu bự không? Under Armour luôn. Anh đã mo size M. Hai lớp không có chỗ nhét mút. Ngực 86 đổ lại nè. 25k luôn. 25k lên mã 42. Một em size M. M lớn ngực 89-90 gì đó. Nhưng mà cúp C mặt mới đẹp nha. Cúp to to thì mặt mới đẹp. Còn cúp nhỏ thì nó bị rộng. Rộng cái cúp nó rộng phía này. Rồi 30k của hiệu anh đã mo luôn. 30k lên nửa cung nữa. T101 42 sen. À bữa hổm có cái quần chị kiểm nó ấy, chị chắc chị bỏ cái 70 của em ra nha. Cái đó 25. Ừ cũng sen. Rồi em lên một cái quần nè, hiệu của Âu Navi size M. Ủa quên, eo này tầm 70, size ML nha. Eo 78 đổ lại. Quần chính tất phối lưới nè. Phối lưới phía dưới. Size ML eo 77-78. Không có tự tin size cái eo cong về rộng chật rồi mắng vốn là tôi không có giải quyết nha. Rồi eo tầm 79 đổ lại đi, tầm size L. Eo 76 đến 80 luôn cũng được. Em này rất mới nha. Hiệu của Âu Navi nè, phối lưới nè. Lưới dưới chân nha. Chính tấc. Rất là đẹp luôn. 80k. 80k lên mã CU. Tiếp tục. Cô có làm ăn được gì không? Một em
Em hiểu. Nai xịn sò size L, quần ống suông size ML, quần ống suông eo này tầm 77 đổ lại, 77 đổ lại nha. Nai còn mới tinh luôn, cái này là theo nha, không có bị chóc cái tem đâu. Rồi con này 90k lên mã Y2. Nai xịn xịn xịn. Em xịn nữa nè. Size này tầm size M, eo 75 đổ lại, quần dài. Quần dài eo 75 đổ lại nè. Chất bóng đẹp luôn nè. Có quần size SM, cái đó không biết, cái bóc vô cái nào là quất cái đó, chắc chắn là có, không biết có tới không. Nói chung tầm cái eo nha bạn ơi, mỗi cái hãng nó mỗi khác. Mấy quỷ này để xe mời chứ eo nó bự lắm. Hàng này của Mỹ. Rồi eo 75, 76 đổ lại nha. Cạp cao eo 76 đổ lại tầm ML á. Quần dài nè. Em này 90k nha. Chất là bao đẹp cho quý vị. Bóng 90k lên mã D15. Y2 em vừa không? Y2 là cái nào? Eo em 75 đúng không? Cái này eo ngang rốn của em bữa đo 79 đúng không? Cái này eo ngang rốn thôi. Cái này em mặc nó hơi rộng tí xíu. Cái lưng này, cái lưng ngang rốn, cái này là lưng ngang rốn mà nó là 38 rưỡi. Rộng rồi em. Cái đó rộng nha. Tiếp em này size gì đây? Size này của Diri 90 nè. Diri 90. Em này ngang 36. 36 thì tầm eo 7275. Eo 7275 tầm size M lớn nha. Diri 90 chất đẹp cực kỳ luôn quý vị ơi. Chất đẹp lắm luôn. Size M lớn eo 7276. Quá đẹp luôn. Em này 90k luôn nha. 90k lên mã 38. Chưa dính con nào hết trơn, thấy không? Nay quần khó dính lắm. Gặp mấy em bự bự là khó dính luôn. Sai bự bự không? Rồi hiệu này là hiệu Reebok. Reebok này tầm size M. M nhỏ eo 73 đổ lại. Nhỏ eo 72 đổ lại nha. Reebok xịn luôn nè. Cạp kiểu luôn. 70k, 70k lên mã, lên mã B5. Rồi em qua áo tiếp nha các tình yêu ơi. Quần thấy không dính rồi đó. Không dính rồi đó. Bỏ ra nha. Em size M, size L. Size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại. B5 Hoài Ngọc. Size L ngực 95 đổ lại nha. 25k mã 11. B5 là em nào? Hồi nãy nhiêu? Cái Reebok đúng không? B5 nãy nói nhiêu quên cha. 70k phải không? 70k phải không tình yêu? Này mới vui nè, để kiểm nó có lỗi lầm gì không. Quần á nè, Reebok nè, quần nó màu đen á, khó nhìn lắm. Rồi ok, đẹp. 70k Hoàng Ngọc. Rồi em lên áo một tí xíu nữa nha quý vị. 25k mã 11 size L nha. Rồi cái cúp beo này 10k. Size M 10k lên mã B5. B5 mới dục ra. Size M ngực 82 đổ lại. Đổ quên. Thôi em này tặng đi. Em này tặng nha. Nó hơi giãn giãn xíu. Tặng lên mã, lên mã 00 B5 Thảo Phạm. 15k. Tặng lên mã 00 nha các tình yêu. 15 Thảo Phạm. Size S. Cái
chỗ nhét mút nha, 15k luôn. 15k luôn. Lên mã 42. Nè còn cái này của F21 hay gì nè, tem giống. Này còn tem luôn nè quý vị, Forever 21 nè. Còn tem nha. Cái này là áo mới luôn á. Cái này tầm size SM thôi. Ngực tầm 83 đổ lại thôi, không phải M nha. Ngực 82, 83 thôi mà sao lưới đẹp lắm nè. 20k, cái này mới còn đủ tem của F21 nha. Lên mã B5, tiếp tục hả? Trời ơi, lộn xin lỗi nha. Lên mã 55 nha. Không không thị xe, không không nữa nè. Không không là cái tặng đó phải không? Ok. Rồi em lên tiếp size M ngực 87 đổ lại. Size M ngực 86 đổ lại nha, Champion. Không có chỗ nhét mút. Còn đẹp luôn nè, 35k. 35k lên mã. Sao chụp ngay mấy cái kẹp này hoài ta? Lên mã 11 nha. Kẹp nó lạc đi. Hết tiền. Rồi một em áo ống nữa nè. Size L nè, 10k thôi. Size L 10k nha. Ngực 93, 95 gì đó đổ lại. Mã 81. 10k quá đẹp. Một em size S. Size S ngực 80 đổ lại. 25k. Lên mã B11. Đây kiểu này xinh xinh nè, F21 luôn nha. F21 luôn. Size M. Size M ngực tầm 85, 86 đổ lại nha. Tại vì ngoài sau nó có cái lưới này, thì mình buông ra nó hay nhuyễn nhuyễn gì nè. Nó hay nhìn nó nhăn nhăn vậy, nhưng mà căng ra là không có nha. Cái cổ như cổ yếm nha quý vị. Rồi em này 25k luôn. Như cổ yếm nha, 25k, 25k. Lưới sau, lưới trước nha. Size M, mã T2. T2. Một em. Size M ngực 86 đổ lại nè. 25k luôn. Mã 09. Tiếp em đăng king size L. Size L ngực 95 đổ lại. 96 đổ lại nha. Size L ngực 96 đổ lại. T2 sen. 30k mã 28. Sen T2. 25. Con đó đẹp em. Bông hoa nè. Size S ngực 80. Size S ngực 80 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Dễ thương không? 30k, cái này nó dạng giống như rút chớp, không có chỗ nhét mút. 30k mã 00. Một em size M nhỏ ngực 82. Ngực 82. Gửi hàng cho em chưa chị yêu? Chưa em. 09 Kim Phượng, em chưa kêu gửi. 25. Size M nhỏ ngực 82 đổ lại nè. Cũng không có chỗ nhét mút nè, sale 25k. Cái này có chỗ nhét mút nha. 25k luôn đi. 25k mã 60. Ủa, cái này đẹp nè, sen một lớp nè em. Mới tinh. 10k luôn nha, size M. Mới tinh luôn nha. Một lớp thôi, mới tinh. 10k. Lên mã 27. Mới tinh luôn nha quý vị. Trời ơi, nó mới vậy, đăng kinh luôn á. Rồi ống nữa nè. Ống nè, 10k. Size M. Cái này nó có cái hít vô người đó nha. Nè, nó không có tuột. 10k luôn nha. Lên mã T2. Tiếp tục. Mấy Nguyễn quần nó dính thông kẹp nữa nè. 27. Rồi qua dài cái quần nha quý vị. Kẹp nó dính trong quần, nó lộn, nó quần dính trong kẹp. T2 Anh Đinh 27 Ái Duyên. T2 Anh Đinh 27 Ái Duyên. T2 là thế nào?
T2 Oanh Đinh nè, 10k. 27 Thái Duyên, 27 là em nào vậy ta? Thái Duyên ok, 10k. Rồi xong. Thái Duyên à, không có đơn không? Ừ, không có đơn. Rồi em lên nhà chỗ quần tiếp nè. Còn còn size S nè quý vị, size S cạp cao, quần dài cạp cao, chất thun cô tông, em này tầm 64-65 đổ lại thôi nha, size S 64-65 đổ lại, quần dài cạp cao, thun cô tông rất là đẹp nha. Rồi cái này 90k, 90k lên mã 55. Nó 10k. Rồi một em này cũng size S nữa nè, chất thun bóng bóng nè, nó để ít S nhưng mà tầm S nha, eo tầm 60-66 đổ lại, có gì rút phía trong nữa nè. Quần 3D chị không biết, không biết có không. Rồi em này cũng 90k luôn nha, 90k lên mã T2, cũng tầm size S nha quý vị. Size SM, quần ống suông nè, quần ống suông dài này tầm 9 tấc, quần ống suông 9 tấc, eo 75 đổ lại, màu xanh đen, eo 75 đổ lại nha, bên size phong không có phối nè. Bữa chị bỏ em cái quần 70 ra rồi nha Sen, lấy cái này đi, 70 nè, mã 00 này, eo em vừa nè, 75 đổ lại, mã 00, quần ống suông 9 tấc nha. Rồi hiệu Burberry, Burberry cũng size M, nó để S nhưng mà tầm S lớn, M nhỏ, eo 70 nha, eo 66-67 gì đó, tới 67-71 đi. Quần Burberry nó có chun ở dưới nữa nè, giống như là jogger nha, quá xinh. 70k nghi xinh không, 70k lên mã CU không không nụ nụ. Ok, 70k nè, nụ nụ cái này mặc lên giá cao. Nụ đi à? Chưa. Rồi cái này tầm size L mà cái lưng cao mà cái cạp thì xéo. Sao cạp xéo vậy ta? Size L lưng đằng sau cao, cạp xéo phải đó 70. Eo này tầm 80 đổ lại nha, 79-80 đổ lại gì đó. Cái cạp chữ V, cái cạp trước chữ V mà ngoài sau thì nó cao nè. Xinh xẻo là quần dài 3D luôn nha. Rồi em này 80k. Lên mã 18. Mụ mụ lấy cung. 70. Tôi ở tôi chỉ ghẹo mọi người hoài. Mọi người khờ đỡ buồn ngủ. Em size S nữa nè, Champion nó để ít S nhưng mà tầm S nha. Eo 68 đổ lại có dây rút. Eo từ 60-69 đi, 65-69 mặc đẹp nha, tại nó có dây rút nữa nè. Champion luôn nè. Rồi em này 60k luôn nha, 60k lên mã lên mã 09. Lên vài cái quần nữa, qua vài cái áo tiếp tục. Em size S nè, thì Champion chất quá đẹp luôn quý vị ơi, đẹp lắm luôn, có túi hai bên nha, túi hai bên rất là đẹp, chất dày bao đẹp, ôm đẹp. Eo này tầm 66 đổ lại nha, cạp cao trên rúng, eo 66 đổ lại hiệu Champion. Em này 100k, mã 2709 Lưu Minh. Lưu Minh 60k. Lưu Minh inbox giùm cho mình nha. Ống này ống bó em ơi, mà người ta lấy rồi. Ống cái lô này ống ôm không à. Under Armour nữa nè. Trời ơi. Hiệu xịn size S luôn. Under Armour cái cạp nè, đẹp ghê không? Size S cạp cao nha, eo 66 đổ lại, 66-67 gì đó. Hai bên này nó dọc 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 nè. Nó là gân 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 hai bên nha. Này là siêu phẩm nè, 130k, quần dài nha, hiệu C
xịn luôn mà. B5. Một em này eo 75 đổ lại nè, nó để tầm size M. M này M lớn eo 75 đổ lại nha, cạp cao luôn, hiệu của gì nè, ký tên gì trong phối lưới hai bên nha. Rất là mới nha các tình yêu. Em coi kỹ mấy cái quần mới khui, chưa có kéo thẳng ra, chưa có coi lỗi phải gì hết. Mà cái kiện này em lấy kiện VIP luôn, kiện kia gãy te tua. Rồi, quá đẹp luôn, 90k nha, 75 đổ lại. Quá rẻ cho một cuộc tình. 90k mã N7 B5 Vivian Nguyễn. Mã nào? 130, anh đỡ mo, ok. Có quần. Cái này đẹp nè em, quá trời đẹp luôn. Có em mà người ta lấy rồi này, 130 nè. À, em quần ống suông của em cũng có. Quần ống le chứ. Size L eo 80 đổ lại. Eo 82 đổ lại đi, eo 7882. Eo 784 luôn đi, eo 80-84 đi, tầm XL nha. Nó tầm XL eo 80-84 trong có dây kéo nè. Cái quần thể thao hả có. M7 nụ L7 của nụ nụ. Đẹp nha. Size XL luôn, 60k thôi, size to là sale nè. 60k lên mã 35. Nụ nụ 90k. Ừ, cái này đẹp nè nụ. Quần 9 tấc có. 9 tấc, 7 tấc, quần dài. Rồi màu em nay xịn nè. Em yêu ơi, nó để size XS nè, không còn gì mà màu nhỏ hơn nữa đây. Cạp cao nha, nâng mông nè. Nụ nụ 90. Cạp cao nâng mông, em này cách tầm bé bé xinh xinh. Ai có eo thì cho mình đo eo cũng được nha. Tại vì cái form quần Mỹ này có cái nó size M mà nó to lắm. Rồi eo này là 66 đổ lại nha. Đẹp. Hiện nay là quần ống suông. Hiện nay cạp cao eo 66 đổ lại. Em này 90k luôn. Lên mã. Mã T101. T101. Rồi một cái quần ống su ống bình thường, ống túm. Size này là size L eo 80 đổ lại nha. Quần mình lấy size S đúng rồi bạn ơi. Rồi eo 80 đổ lại, tầm size L XL bông chen 80 đổ lại nha, 60k. Hôm này sale 50 luôn đi, mã to 50k. Mã to 50k, không có quần màu cam. Rồi cái này size S nữa nè, của Âu Navy. Size S eo này tầm 66-67 đổ lại, quần này là tầm 8-9 tấc nha. 8-9 tấc. Em lấy T101 89 tấc, cái này 70k. Mã A19 T101 quá nè. Để chị xíu nha. Ờ cái này đẹp nè. Ủa nhưng mà hơi ôm xíu nha tình yêu. Xe S á. Em này 72 thôi. Chữ lắm là 72-73 nha em. Về gác ấm ốm lại mặc. 90k đẹp lắm luôn. Của Nai nè. Có ai? Của Sen. Như vậy 90. Size này là tầm size L Adidas. Adidas size L, eo này tầm 80 đổ lại, ngoài sau có kéo khóa. Rồi em này là 60k luôn. Lên mã B5. À con em mặc à. Ồ cái đó đẹp đó. Mã B5 nha. 60k. Fila nữa nè. Fila quần ống suông nè. Eo 75 đổ lại nè. Đẹp quá luôn. Fila nha. Quần ống suông eo 75 đổ lại 80k. Tiếp tục hết. Đẹp rồi. 80k lên mã A21. Rồi cái này size M eo 73 đổ lại. Ngoài sau kéo khóa của em
24, 21 của nụ nụ Pila, 80 rồi. Cái này là size S nè của Nike, size S, eo này chắc 62 quá, eo 62 đổ lại thôi nha. Eo của nụ nụ 80, eo 62 đổ lại size S nha, dài dữ vậy ta. Rồi, hello chế yêu, eo 62 đổ lại nè, hiệu Nike xịn nha các tình yêu ơi, quần dài luôn nha, 110k lên mã. A21 hết kẹp luôn, A21. Rồi em thêm vài con nữa, em qua áo tiếp tục lát lên quần sau nữa nha. Rồi một em hiệu Mỹ size M nhỏ E73 đổ lại quần ống len dài qua cái mặt của mình luôn á, trời ơi ái duyên. A21 110, ok ái duyên. Eo bé bé mà chuyện Mỹ eo to to không. Eo này 71-72 đổ lại thôi nha. Trời ơi quần ống suông đẹp quá luôn nè. Cái quần này không, nó nặng bằng ba quần kia, tôi chất dày đẹp nha. Đó, cũng 80k luôn đi. 110 mà. Ờ 80k lên mã. Mã T0. Under Armour size S nữa nè, một bộ. Ờ ái duyên vô tình lấy hai cái đó thành một set luôn á. Anh đã mua size S luôn nha. Cái này cái cạp thun thun nha quý vị. Chất thì bao đẹp, màu cũng ok, cạp thun. Rồi cạp thun này sale xịn luôn, nhưng mà sale là 65k thôi. Mã B6 M10 nha. To hả? Không thấy đường. 80 dài của nụ nụ nha. Cho một em size S luôn, hiệu hết là để XS. Em này 62 đổ lại nha. B6 của Hiền Dương. B6 là em nào? B6 là em nào vậy tình yêu? B5 hay B6 tôi hết thấy đường. B6 B6 Hiền Dương ơi, Hiền Dương nàng hỡi, B6 là cái nào? B5 đúng không? Adidas phải không? Adidas này phải không tình yêu? Adidas này nãy 60 nè, chứ đâu có B5 nào đâu. Rồi em tiếp XS nha, tầm 62 đổ lại, cạp qua rốn một tí xíu. Quần này 7 tấc nha, 3D. Đẹp cực kỳ, lộng lẫy luôn nha, 80k. 80k lên mã A21 tiếp tục. À, hết mã cung đến mã to. Màu da hả? Anh đã mo phải không? Xin lỗi tình yêu, 65k. B6. Xin lỗi em. Xin lỗi em, 65k Hiền Dương không? Hết mã cung tới mã to. Hiệu Nike nè, size L. Eo này tầm 78-81. Đẹp quá, size L. Đang kiếm các tình yêu size to 78-81 nha, size L nè. Rất là đẹp luôn. 80k của Nike xịn sò. Tiếp tục mã 36. Rồi, em qua giờ cái áo nha. 36 63 có ai như em không? Siêu phẩm hả? Ủa không, sọn ra bỏ quên cục. Rồi uống xanh y chi là gì? Ai hỏi rớp rớp nè, tiếng hồi không hỏi thì nó xuất hiện, mà tiếng hồi hỏi thì nó không xuất hiện. Size S, rớp rớp size S nha, nhưng mà
F này thì nếu mặt ôm thì M cũng vừa nha các tình yêu. 25k, 25k lên mã mã Q. Có áo ren trầu của cả đống luôn em yêu. Áo ren không gì nhiều ngoài ren. Một em size L, ngực 95 đổ lại, mắt cài phía sau. 30k mã A19. Thấy chưa Nguyễn Vi nè. Chết mồm, hôm qua đi hàng cho Nguyễn Vi rồi đó. Q 25, Q rẻ sợ không? Q người ta bán hết, Q hết. Q người ta bán nhiêu? Mấy ngàn đô tôi bán 25k mà không dám mua. Của Nguyễn Vi, hôm qua mới đi mà đi đơn cho Nguyễn Vi luôn rồi đó. Size S nè, dễ thương không? S nhỏ. Hay là cái này cũng nít ta. Coi. Cái này của em bé rồi, lên tặng đi nha quý vị ơi. Đẹp quá. Tặng nha, của em bé mã 62. Mã 62. Cu bán mấy ngàn, bán mấy chục là vô hốt cu đi quý vị. Tiếp tục, em này size S. Size S, ngực 81 đổ lại nè. Ngực 81 đổ lại, tặng lên mã nha các tình yêu. 62 kim phượng. 25k ngực 81 đổ lại. Ngực 81 đổ lại nha, 25k lên mã 84. Tặng hết nha tình yêu. Rồi áo ống 5k. Áo ống này không có mút, 5k size M. Mã 00. Em thích áo ngoài của chị đang mặc hả? Áo này đâu có hiệu héo gì đâu em. Hàng bình thường. Champion size M. Cái này không có chỗ nhét mút, ngực 86 đổ lại nè. Màu này đẹp quá luôn. 84 của nụ nụ nè. 00 của Tống Nhi 35k. Lên mã 62. 00 Tống Nhi là 5k. 84 nụ nụ vừa không tình yêu, cái này size S nha. Nụ nụ ơi, cái này size S sợ không vừa, tình yêu lấy size M L mà. Tiếp tục 62 nha, 35. Nè tặng nữa nè, bé nè. Tặng lên mã 11 nha. Tặng lên mã 11 nha. Rồi cái này có chỗ nhét mút nha, size S luôn. Size S ngược 82, 81 đi, 81 đổ lại nha. Có mút, rất là mới nha, 35 luôn. Mã 00, 11 Ái Duyên. Ok, tặng nè, Ái Duyên. Đó không, đúng rồi. Em kéo cái quỷ này ra chỗ khác coi. Nó che tên tả trơn. Size M mút liền. Cái này nó mỏng mỏng nha các tình yêu. Size M lớn ngực 89 đổ lại mút liền nè. 25k. Nó hơi mỏng mỏng, nói chung là vừa vừa chứ không không mỏng mà cũng không dày. 25k thôi. Cho nó nhanh. Rồi lên mã cu. Lâu lâu tôi lấy cu cho tôi bán. Mấy bà vớt cho lẹ lên. Rồi cái này nó không có chỗ nhét mút. Size M nó như là cái áo kiểu rất chớp á. 20k size M ngực 85 đổ lại, 20k lên mã 56. Đó, nụ nụ cu là dính nụ nụ nè. 25k. Nụ nụ mua cu có 25k hả? Champion size M L ngực 91 đổ lại nè. Con này mới cứng luôn nè quý vị. Không có chỗ nhét mút nha. Không chỗ nhét mút size 35. Tiếp tục mã cu 2. Cu hết rồi. Cu bán đắt hết hàng nha, tới cu 2. Rồi size M. Size M. Chất đẹp cũng không có chỗ nhét mút, ngực 86 đổ lại. Khách thích áo. Người thích cái ngồi, đáng lẽ em phải lột ra vô luôn chị để em thêm bỏ quên lại hoài. Khách mua cái em bán á, cu 2 nè, 35 của nụ nụ nè. Size M ngực 86 đổ lại. Để ngược cáo. Đây, về này mới đẹp nha. Không có chỗ nhét mút, đẹp lắm luôn nè. 35k mã Y2. Có quần nha, nên mình xen kẽ xen kẽ. Nè bữa hổm tình yêu nào á, là thổ cẩm thổ tả vậy nè. Cái này của F21. Cái cúp nó tầm size SM nhỏ thôi, tầm 83 đổ lại nha.
83 đổ lại nó như cái cúp gì 15k. 15k lên mã 60. Thấy cái này là hàng tuyển mà, giống như là mình like một hai lần rồi nó xuống chứ không phải là xấu đâu nha, nhưng mà mình sell để thui tiếp. Ngực 80 đổ lại champion mặc hai kiểu nha. Màu đen màu trắng mặc đều được nha. Nhưng mà nếu mặc mặt này thì mình cắt cho nó ấy, cho nó kỹ cái tem, tại vì đây nó cũng có một cái tem nữa ha. 60 Tống Nhi, cái này cũng có tem luôn. Đó. Rồi vẫn sale 35k mã B11. Tống Nhi 15. Và cái áo thì em lên quần cho quý vị nha. Áo này cũng là áo tuyển đấy nha quý vị. Tranh thủ mà hốt đi nha. Hốt dến đi nha. Size S. Màu xanh lá, ngực 80. Không có chỗ nhét mút. Ngực này size S nhỏ thôi. Này tầm XS, ngực 79 đổ lại thôi nha. 25k luôn mã Y2. Đây cái ống 5k. Size M 5k lên mã 15. Size M cấp sexy. Ngực 83 đổ lại. M nhỏ, ngực 83 84 thôi nha. 35 mã 99. Hiệu Âu Navy nè. Size M lớn, ngực 88 đổ lại. Chất rất là đẹp. Không có chỗ nhét mút, có thể cắt nhét nha. Ngực 88 đổ lại, nói chung từ 84-88 thì mặc ok nha. 35 mã 100. Tiếp một em size L. Size L, XL bon chen, ngực 98 đổ lại mút liền. 35k mút liền nha. Mã 09 này muốn miếng nước nha quý vị. Ồ, hai bên cân nhau. Em này rất là đẹp luôn, hiệu Âu Navy. Size M lớn, L nhỏ, ngực 90 đổ lại. 09 của 100 trang trang, 09 của nụ nụ. 100 trang trang. 35 trang trang inbox giùm cho mình nha. Cái này to quá không nụ nụ ơi, ngực em có to gì không. 35 nè, 09 nụ nụ nè. Tình yêu nụ nụ ơi, ngực có 90, 96, 97 không em. 96, 97 mặt mới đẹp nha. 95 đổ lên á. 35. Rồi cái này 91, 91 đổ lại nha. Size ML. Mà sao đẹp ghê chưa, hiệu của Âu Navy á. 40k nha. Mã 60. Về bóp lại rồi. Quá thương, quá cưng. Yêu lắm mà thương lắm mà đau lắm mà xa lắm. Size M. Ngực 86 đổ lại. 100 hết rồi. Liên đổ ơi. 60 Giang Trần 09 của bạn nụ nụ trước rồi. Chị Giang Trần ơi. Size M nè, 6 gì quên nữa rồi. 35k ngực 86 đổ lại nha. 35k lên mã B11. 60 của chị Giang Trần. 40k. Size S. Size S ngực 82 đổ lại champion luôn, rất là mới nha. 40k luôn. 40k lên mã 16. B11 Nguyễn Vi. 35 Nguyễn Vi trước nha tình yêu Nga Lê. 16-40 này, này hiệu này như Reebok nha. Size L nè. Ngực 96 đổ lại. Nguyễn Vi là nào nè. 35 đây ngực 90. Size ML ngực 94 đổ lại. Ngực 94 đổ lại nha. 89-94 mặt đẹp. Rất là mới nha quý vị. 45k lên mã 38. Rồi một em Reebok nè. Quên cái gì ta. Puma. Puma em này nó giống như nhìn nó hơi sờn sờn xíu ở đây nha, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy. Tại vì nó muối tiêu mình nhìn cũng không thấy nha. Size này size M. Puma xịn luôn ha. Size M ngực 86 đổ lại nha. Đó. Tí xíu.
tiếng dưới đây nha. Rồi 35K. Mã E7 38 Giang Trần. 45K chị có gì C của cho mã B11. Có gì C của cho em mã 11. À C cua. Rồi ok em, màu trắng ra đi. Cái nào Giang Trần, Trang đổ lại nào. E7 Anh Minh. E7 Anh Minh 35. Cái nào? Cái đó 45 của Giang Trần. 38 là nào? Anh Minh đi chưa? Chưa, anh Minh hên quá, anh của tôi còn để. Tôi thương anh tôi, chốt chờ anh tôi lấy thêm tôi mới đi gửi. Ủa đâu rồi? 38 nào? 38 đâu có. Giang Trần 38 nào? 38 hết rồi tình yêu ơi. Một em xe S nè. Xe S nè, ngực 80 đổ lại nè, 25K. 25K. Này nó làm kiểu giống như nâng nâng vậy đó. Lên mã 84. Ren không có gì, ống ren 10 đến 5K. Ống ren 5K size M B11. Chưa đang nói đơn em đó. Chị giữ cho em hết 10K, cái này là mặc thành cái áo nha, có mút liền. Size M hiểu rất là xinh xò nè, 20m, 20, 20 mút gì đó. 10K nha, size M nè. Xinh chưa? Ngực 85 đổ lại mút liền nè, lên mã A0. Dạ, chị được 2 cái phải không? Giang Trần 2 cái đúng không? Rồi, cái này là hiệu Nike xịn luôn, không có chỗ nhét mút nha các tình yêu. Cái dây nó nhẹ nhàng quá. Em cũng không biết nó làm sao, mặn sao nữa. Size ML ngực 90 đổ lại không chỗ nhét mút nè. Hiệu Nike nha. Chưa chị yêu Thị Hạnh của em chờ chị lấy thêm em chưa khởi. Ngực 90, 91 đổ lại không có chỗ nhét mút. Nike luôn nha. 35K mã Q5. Ủa khúc này sao đẹp không mà ta. Beo nè, ngực 86 đổ lại xem M. Rồi sao nè, F21 nha các tình yêu. Đẹp xinh xịn chưa. Ngực 86 đổ lại nha. Quá xinh xịn, 45K thôi. Cái like này không dám lấy cao đó, vô like kia là xáo chuột nha quý vị. 45K thôi. Lên mã 77. Tiếp tục một em đẹp nữa nè. Size S. Quá xinh luôn nha quý vị. Size S ngực 82 đổ lại nè. Xinh quá, 35 luôn. Lên mã 11. Tiếp tục em nâng biếu gì nè. Size S nữa nè. Size S M nhỏ ngực 82 thôi, dễ thương. Mút liền nha. Xinh chưa, 15K. Mã E7. Rồi em lên cái này nữa, em qua nhà cái quần tiếp nha quý vị. Một em size M. M lớn ngực 88 đổ lại nè. Nó làm giống như CK vậy đó. 35K. Dây phía sau. Mã T101 E7 chị Hạnh. 15K. Lên dài cái quần lát qua áo tiếp nha. Eo này 74 đổ lại thôi nha. Nó tầm size M lớn, eo 74 đổ lại cạp cao. Nói chung từ 70 cho đến 74 thì ok. Mochino phải. Lay to win. Rồi đẹp lắm nha các tình yêu. Eo 73, 74 đổ lại. Eo 73
thay size XL, eo này tầm 82 đổ lại. Eo 82 đổ lại, kiểu này nó phối phối nè. Ngoài trước nè. CK mới tinh nha, size XL. Size to quá em bán rẻ luôn, 90k mã CU2. Có lên áo nữa không? Có em. Cứ chút xíu chị hoành ra chứ chị hoành quá, chị hoạch lại. Chị vẽ tới vẽ lui. Chị đá bóng được. Size L. Size L eo 78 đổ lại. Còn kiểu này mặc tập, mặc đi chơi, mặc gym, mặc gì cũng được nè. Nói chung là có mặc là được. Không mặc thì mới không được, có mặc là được hết nha. Size L eo 77 78 đổ lại, chất rất là mềm. 90k mã 55. Lại một em bự nữa. Size XL. Eo 81 đổ lại. Eo 78 81 nha. Rất dày đẹp, quần dài nè, phối lưới bên hông. Đó. Rồi em này 80k. Mã 27. Bữa nay cái tóc nó dài, nó cũ. Xuống bảng mặt L. Lại XL nữa, trời ơi. Rồi đây cái nhỏ nè. Size này tầm size S, M nhỏ, eo 70 đổ lại. Của Âu Navi. Eo 70 đổ lại nha. 60k. 60k lên mã CU. À, mai đi đơn chị nha em. Dạ, chiều nay em định đi luôn á chứ. Rồi, mai cũng được chị. Quần ống suông nè, eo 75-76 đổ lại nè. Quá xinh. Tầm size L nha. Eo 76-77 gì đó. 77 đổ lại đi. 60k. 60k em định chờ để câu cho chị lấy thêm. 60k lên mã T101. 55. 55 là em nào? 55 là em size L đúng không bạn ơi? Eo 78 đổ lại. Nãy nói như tiền quên cha nữa. 90 phải không tình yêu? Đây nè. Eo 78 đổ lại tầm size L, quần dài. À. Dạ. Đó. Đẹp không? 90 tiền, nãy nói như quên mẹ rồi. Rồi em này size S nè. Size S eo này tầm 69 đổ lại nha. S lớn M nhỏ. Eo 69 đổ lại. Quần 7 tấc. Hiệu Âu Navi mới chát luôn quý vị ơi. Cái con này nó đẹp. Size này M lớn cũng mon chen được luôn á nha. Để đo coi. Đo cái nha. Mút à, có mấy cái đó là nó có sẵn đó chị, giống như cái yếm đều là nó không có dày được. Trời ơi, chuột kêu. Chuột kêu, cắn lộn nhau, trời ơi, tôi sợ quá. Mất tiêu cái thước rồi. Nói chung là size M, M tầm 72 đổ lại đều vừa nha. Rồi em này 100k. Đẹp quá đẹp luôn nha. 100k lên mã A0. Còn quần L hả? Quần L lưng lửng hả? Con sợ bao la L nhưng mà eo tầm bao nhiêu vậy bạn? Đây một em nai quá đẹp. Rất là đẹp luôn á. Này tầm nó để là size S nhưng mà tầm M nhỏ nha. M nhỏ eo 72 đổ lại nha. Kiểu phối bên hông nè. Ngầu chưa? Chất dày nha, mặc đi chơi đều được hết. Nai xịn sò nè, tem còn nguyên không bể không gì hết nha. Quần này là quần dài luôn. Cạp cao nâng mông phía sau luôn. Xuất sắc. 130k nha các tình yêu ơi. Lên mã 55. Eo 85 có không chị? Có đó Kim Ngân. Tám mấy nè. Quần dài hay quần lửng? Ôi quần lửng tám mấy cả đống luôn á. Quần dài cũng có luôn nữa. Anh đã mo quần ống suông size SM eo 74 đổ lại. Quần ống loe, trời mặt này đi chơi không? Đẹp. Quần ống le hiệu anh
Under Armour xịn luôn nào tình yêu ơi. Cái quần này nó dài, nó bự, nó nặng kinh khủng. Rồi em bán giá 80k thôi, cho nó đi nhanh, cho nó gọn nhà. 80k mã A21. À, quần lửng chị ơi. Rồi quần lửng từ từ. Ủa nãy giờ. Rồi size M. Size M lớn eo 76 đổ lại, quần dài như này nè. Eo 76 đổ lại nha. Chất đẹp cực kỳ nha các tình yêu, 90k. 76, 77 đều được nha, mã 24. 90k. 30 kính nãy giờ. Mấy cái quần lửng size to to nè bạn, 85 nè. 85 nè. 60k thôi, quá rẻ, size to em xem rẻ nha, 60k nè. Đó lên mã lửng đi cho nhanh. Khỏi kẹt. Khỏi hầm, khỏi hú. Ôi trời. Vô quần ống suông, quần ống bát, quần ống loe. Rồi em lên tiếp còn mấy con nè. Tiếp một em size L nữa nè. Eo này 79. 79 đổ lại nha, quần ống suông nữa. Dây kéo khóa phía sau. Mấy cái quần này mặc đi chơi cũng được nha quý vị, chất nó rất là dày. Không có sợ lộ em u đâu nha. Đẹp quá, 90k. 90k cho em mã mã B6 nha. Rồi giờ em qua thêm một ít áo nữa nha các tình yêu. Quần hờ hững quá, lên áo tiếp nha. Size M ngực 86 đổ lại nè. Size M ngực 86 đổ lại 30k. Mã CU. Tiếp tục size M nhỏ. M nhỏ hiệu Champion luôn. Ngực này tầm 84 đổ lại. Mới chát nha. Rất là đẹp. 40k mã B5. Một em XL nè. XL. Size L, XL ngực 90-98. 90-98 nha. Đẹp quá luôn. 90-97 thôi. 35 luôn, mã T2. Một em cúp sexy. Cúp sexy size S. M. Size M ngực 85. Size M ngực 85. Cái này có chỗ nhét mút nha. Rồi 35k luôn. Size M ngực 85 nữa lại 35k. Lên mã M dùm cho em. Cái cúp này mỏng mỏng nè, size M luôn. Size ML ngực 90 đổ lại, cúp mỏng mỏng nè, 25k. 25k lên mã hồng đi. Giờ em kiếm kẹp nó hơi mệt. Rồi lấy yếm không quý vị, size ML nè quý vị, 35k nè. ML mình cột vô. Cột sao cũng được. Đó, cột ở trên. Ngắn xuống cũng được, hoặc dài cũng được. Còn ngoài sao ngắn, to, rộng gì cũng được. 35k mã yếm. Kiếm kẹp em mệt quá rồi. Rồi một em hiệu gì 36C nè. Đẹp lắm. Nó tầm size L ngực 91 đổ lại nha. Cúp C. Cúp C mặt đẹp nè. 30k. Mã 30. Quá xinh, quá xinh. Under Armour luôn nè. Size S. Under Armour size S, màu hồng quá đẹp nha. Size SM. Size SM nhỏ nè. Beo La Hoàng. Size SM nhỏ ngực 82 đổ lại thôi nha. Under Armour đẹp nha quý vị ơi. 50k. Mã 30 nè. Beo La Hoàng. À, quần đợt này không ai chốt. Mã T2. 30. Cái đó đẹp á. Quần ơi người ơi, sắp mai chốt đi. Size L. Cái đó size SM nhỏ. Ngực 82 đổ lại. Rồi size L nha, ngực
93, 94 đổ lại trăm với hình luôn nè. 30k, 30k lên mã 11. Một em size L nữa nè. Size ML ngực 8892, ngực 8892. Nó có gân vân vân và may may. 8892 nha, size M lớn, L nhỏ bon chen. 35k mã T2. Không, cái này không có chỗ nhét mút nha. Đây, sexy, nó không chỗ nhét mút. Một em XL ngực tầm 98-102, trên dưới 100 á. Trên dưới 125k thôi. Size to quá. Mã CU. Ôi, cái em này đẹp nè. Áo ống, áo quay gì nè quý vị. Size M nha. 10k lên mã 10. Một em size L. Size L ngực 95 đổ lại. Ngoài sao nè. 35k lên mã 35. Size S. Cái này cũng hai lớp dày, không có chỗ nhét mút. Ngực 81 82 đổ lại nha. 30k. 30k mã 11. Nay nữa nè. Nay này cũng không có chỗ nhét mút. Rồi một em nay này cũng không có chỗ nhét mút nha. Ngực 82 đổ lại. Cái này nó hơi nhăn nhăn ở đây xíu nha quý vị. Nay xịn, hơi nhăn nhăn, tem còn nguyên không bể. Ngực 82 đổ lại, 35k luôn. Mã CU. Ren nè, nãy ai hỏi ren. Ren đâu, ren đâu, ren đẹp nè. Có mút cứng luôn nè. Ngực ML ngực 89. ML nhỏ ngực 89 đổ lại nè. Ren có mút đẹp lắm nha. 30k. Mã B5. Rồi em này. Size M nè, nó làm cái mút dạng như giả giả xíu nè. Áo này còn mới lắm nha. Ngực 86 đổ lại nè. 30k thôi, mã T2. Nay này à. Nay này chắc không phải xịn đâu, nay phát. Size S. Tem nói chung ok, áo mới đẹp nha. Mà mình thấy tem nó không đẹp. 35k. Mã 77. Size S nha. Rồi Adidas size S luôn nè. Adidas size S ngực 80 đổ lại. Tem lưng hơi bị bể nha. Chung áo đẹp, tem lưng bị bể, size 30. 30 size S nha, ngực 80 đổ lại. 30 lên mã 11. 77 nhã dương là nào. 35. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha tình yêu. Nhã dương không có cái đó cắt nhét được nha. Mấy cái áo hiệu á, nó thường không có chỗ nhét mút. Nay nhất là nay. Rồi tiếp tục nói tới nay là có nay không có chỗ nhét mút nữa nè. Size M ngực 84 đổ lại. Không chỗ nhét mút, thun cô tông. 40k thôi. Lên mã 35. Rồi em này đẹp nè. Size M lớn. Ngực 86 thôi. M thôi, chuẩn M. Size 86 đổ lại nha. Nhớ cho em mút ok. Ngực 86 đổ lại nè. Có mút nha, 35k. Lên mã T2. Rồi Reebok nè. Reebok nó size nhỏ quá, em sale luôn nè. Reebok 80 đổ lại, chất đẹp không có chỗ nhét mút. 40k Reebok hiệu nha các tình yêu ơi. Mã 77 tiếp tục. Rồi một em này size trời 5 giờ hả. Size SM nhỏ ngực 81 đổ lại, mút liền nè. 35k hiệu của Dunkin nha. Size S nhỏ thôi. Ồ, SM nhỏ thôi, ngực 81 thôi nha quý vị. Mã CU.
ML ngực 92. ML ngực 92 đổ lại rất sexy nha. Đó. 35k luôn. Ok. 5 phút. 35k. Mã B5. Không có chỗ nhét mút nha. Cái tình yêu size M ngực 85 đổ lại trắng tinh nha. Kéo vô 5 phút thôi chừng này. Ngực 85 đổ lại size M nha. 35k. Trắng tinh trắng toanh. Có cái gì? Dạ. Ừ. Lên mã 35 đi. Rồi sao quý vị? Xem tiếp không? Thôi là em nghĩ nha. Size L liên đổ B5 35k. Ok. Size L ngực 93 đổ lại nha. Size ML nhỏ, M lớn, L nhỏ bon chen. Hôm nay tầm size L luôn đi quý vị ơi. Size L nha, ngực 94 đổ lại đi. Ngực 94 đổ lại nha, 30k. Lên mã 77. Áo này có một lớp nè mà nó sexy, mà nó dễ thương. 10k. 10k size M cúp sexy nè. 10k nè. Size M cúp sexy 10k. Ờ, lên mã B5. Còn em size S nữa nè, đẹp. Cũng không có chỗ nhét mút. Nằm ngoài sau lưng nó lưới lưới, ngực 80. 80 nha, 25k. Mã 25. Rồi này size M nè. Quá sexy luôn. Không chỗ nhét mút luôn. Ngực 86 đổ lại nha. 25k luôn. 25k. Chị không có bán áo, chị đang mặc. Mã 51. B5 bi hằng.